Vậy thì Dũng đến bây giờ là đã trải qua được những cái thăng trầm của ngày xưa rồi. Đến bây giờ là nó tương đối êm rồi. Thì khi êm rồi lại nhận ra một điều, hình như trong cái êm của thành công nó ẩn chìm đâu đó cái sự thất bại. Nếu mình không tinh ý thì mình không nhận ra được. Đây là một cái điều rất tế nhị, rất khó. Và Dũng nhận ra được là nhờ may mắn có một người bạn tốt. Tức là có một người bạn tốt mà người đó lại biết đúng câu hỏi mà Dũng đang cần hỏi. Các bạn có nhớ cách đây khoảng 2 năm có cô bé Suli ở bên Hàn Quốc tự tử không? Cô bé đó khoảng 27 tuổi. Thì năm 25 tuổi cô này nổi tiếng khắp Hàn Quốc rồi. Thì cô bé này mới đi hỏi ông bầu, hỏi những người xung quanh là nổi tiếng rồi để làm gì? Thì không ai trả lời được hết. Thì nổi tiếng rồi để nổi tiếng làm gì nữa? Tiếng này để mọi người thấy mọi người không bằng mình. Tất cả những câu hỏi đó đều không đáp ứng được. Thì một trong những cái của cô bé Suli này có vấn đề chính là đặt câu hỏi sai người. Đặt câu hỏi đúng người là đỡ. Thì để những cái câu hỏi khó thì nó không mang tính khoa học. Những câu hỏi khó nó mang tính minh triết. Mang cái tính minh triết nhiều hơn, mà tính minh triết thì nó mang tính phương Đông. Chúng ta tìm cầu gì về khoa học là chúng ta bước sang phương Tây. Nhưng mà chúng ta đi tìm về cái điều minh triết, chúng ta lại phải quay về phương Đông. Nên chúng ta hay gọi là khoa học phương Tây và minh triết thì phương Đông, là vì thế. Thì tôi có một cái may mắn hơn những cái bạn đồng trang lứa là vì tôi thích đọc sách minh triết từ nhỏ. Năm lớp 8 thì tôi bắt đầu bước chân vô học võ. Thì tôi có một cái thói quen rất kỳ lạ là khi mà mình học môn gì thì mình mua sách tất cả những môn liên quan về mình đọc. Ví dụ như tôi học võ cổ truyền thì tôi sẽ mua rất nhiều sách về thiếu lâm, về cổ truyền, kể cả judo, aikido, tôi mua cả chục quyển về tôi đọc. Và trong những cái tổ sư về võ thuật thì họ có những cái năng lực rất kỳ lạ. Những cái tổ sư họ có năng lực kỳ lạ lắm. Và ẩn đằng sau những cái năng lực kỳ lạ đó, những cái câu nói của họ, nhiều câu nói rất là bí hiểm. Nó mang cái tính minh triết đó, mang cái tính triết lý sống. Thì khi mình đi sâu vô võ thuật, mình nhận ra là cái võ đạo nó ẩn chìm trong đấy. Võ thuật cũng là một môn để chúng ta rèn luyện. Nó vừa là thể thao và nó vừa là luyện tâm. Khi chúng ta đi vào võ đạo thì nó là luyện tâm. Khi chúng ta chỉ đi vào võ thuật thì nó là luyện thân. Thì nó giống như một môn thể thao thì không khác gì hết. Thì thông qua võ thuật tôi biết sâu hơn về minh triết phương Đông. Rồi sau đó có nhân duyên đến được nhân tướng. Có nhân duyên đến được với Phật giáo. Phật giáo giai đoạn đầu thì tôi đi không được chuẩn mực lắm. Vì tôi đi lòng vòng, gặp quyển sách nào cũng mua đại về đọc. Và một trong những cái quyển ngày xưa thời năm nhất mà mua về đọc không hiểu gì cả là quyển Duy Thức Học, Tâm Lý Học Phật Giáo. Về đọc xong là cứ buồn ngủ, tôi chả hiểu gì cả. Đó. Sau đó đọc thêm một vài quyển nữa thì thuộc bên kinh điển Bắc Tông, kinh điển Đại Thừa. Thì cũng không hiểu, mà giai đoạn nó còn trẻ quá, năm nhất, năm hai đại học. Rồi về sau đi làm, lập gia đình, lấy vợ, sinh con, đi làm, rồi cũng có nhiều nhân viên. Thì lúc này cái môn nhân tướng học nó lại được ứng dụng. Nó lại được ứng dụng ra trong cái vấn đề quản trị nhân sự, tuyển chọn con người rồi đào tạo ra sao. Rồi một lần nữa những cái môn Đông Phương học nó lại ùa về. Và tôi với vợ tôi ấy, thì trong trong phong thủy nó phạm cung tuyệt mạng, tức là lấy nhau là chết. Hỏi cả ba người ông thầy, ba ông thầy đều hơi ngại ngùng khi mà xem ngày giờ cưới cho chúng tôi, là ba ông thầy đều ngại lắm. Vì hai cái đứa này nó phạm cung tuyệt mạng. Thì tôi là một cái người cũng có đọc về Đông Phương học nên tôi không chịu. Tôi mới đi mua 11 cái quyển kinh 11 cái quyển về phong thủy về tôi đọc, và tôi thấy nó cũng có mấy cái trường phái khác nhau. Và rồi khi mà tôi xây nhà là tôi tự điều chỉnh căn nhà theo cái cách mà tôi hiểu. Đó. Rồi sau khoảng chục năm, sau khi lấy vợ khoảng chục năm, điều chỉnh nhà cửa xong xuôi hết cũng chả thấy chết gì cả, thì tôi lại đến được với, quay trở lại với kinh điển của Đức Phật dạy. Ngày xưa là đến với kinh điển nhưng trên trường phái của Đại Thừa nên đọc quá khó hiểu. Về sau tôi quay trở lại thì may mắn hơn là tôi lại tiếp xúc thông qua một số vị cũng từ Đại Thừa nhưng mà giảng kinh rất dễ hiểu, rất nguyên thủy,
lời Phật dạy rất đơn sơ. Và từ đó tôi mới đi vào được, rồi mới đi vào học thiền, thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Rồi từ đó cái cánh cửa của Minh Triết Phương Đông, đặc biệt là Phật giáo, lời Phật dạy gốc, nó được mở ra. Nó được mở ra. Rồi chúng tôi mới mạnh dạn ứng dụng nó vào trong đời sống. Cả hai vợ chồng chúng tôi cùng đi học, rồi mạnh dạn ứng dụng nó vào trong đời sống, thì thấy nó rất tuyệt vời. Thấy nó rất tuyệt vời. Và từ đó toàn bộ những cái định hướng cuộc đời được chúng tôi vẽ lại. Được chúng tôi vẽ lại. Thì từ đó tôi mới hiểu được, à, những cái lời dạy của thánh nhân, những cái lời dạy của cổ nhân mà mình biết cách học, biết cách học đúng đó, thì nó trở thành cái kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình không còn cảm thấy trông chênh nữa, không còn cảm thấy bơ vơ nữa. Cái cảm giác trông chênh bơ vơ của bạn Dũng khi mà thành công nó đến đó, thì ngày xưa tôi cũng bị. Nhưng tôi bị ở trong tình trạng chưa thành công đã thấy nó trông chênh rồi. Tức là tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi trường đại học, đi làm thôi là đã thấy nó trông chênh rồi. Đi làm thì cứ mỗi một lần đi làm về, đóng cái cửa phòng lại, yên tĩnh một mình, tự nhiên thấy trong lòng mình có một cái cảm giác trống vắng một cách kỳ lạ. Nó trông chênh, nó trống vắng, rồi mình chả hiểu tại sao. Thì tôi mới gọi, nhấc điện thoại lên tôi gọi mấy đứa bạn. Thì mấy đứa bạn bảo, mày mà bị chán như thế, mày bị trông chênh như thế, mày rủ tao đi nhậu là hết. Tức là trong lòng mình trông chênh thì đổ bia vào nó sẽ hết. Rồi tôi hỏi mấy cái bạn nữ, thì mấy bạn nữ bảo, thì tụi tôi cũng giống thế thôi, lỡ mà có trông chênh thì tụi tôi đi shopping, tụi tôi đi spa, tụi tôi đi làm đầu, tụi tôi ngồi tám gẫu với nhau. À, thế mới kỳ lạ. Khi cái tâm của chúng ta trông chênh thì chúng ta đi đổ bia, đổ đồ nhậu vào. Khi tâm của chúng ta trông chênh thì chúng ta đi shopping, chúng ta đi làm đầu, chúng ta đi cắt tóc, chúng ta đi uốn tóc. Làm sao mà chữa được bệnh? Bệnh nó nằm ở trong tâm mà chúng ta lại đi chữa ở ngoài thân là chúng ta chuẩn bệnh bị sai. Tại sao chúng ta chuẩn bệnh sai? Vì những cái chiều sâu của tâm thức chúng ta không được học. Vì chúng ta không được học nên chúng ta không nhận ra là tâm nó có thức ăn riêng của nó. Chúng ta không nhận ra. Và ai cũng bị thiếu vắng cái này, không phải riêng gì bạn Dũng hay riêng gì tôi đâu. Tôi chỉ có may mắn hơn đó là tôi rất hay tầm sư học đạo và tôi rất hay săn lùng những cái sách Minh Triết để về mà đọc. Không hiểu cũng cố mua về mà đọc. Thì về sau nhân duyên nó hội tụ. Tức là những cái điều kiện, những cái mong muốn của mình nó hội tụ với những cái điều kiện bên ngoài, thì mình gặp được những cái bậc thầy lớn, những cái bậc Minh Triết. Rồi từ đó mình học theo, rồi sách vở mình cũng tìm được sách đúng dần. Và từ đó nó mở ra cuộc đời thôi. Đó. Thì khi mà tôi nắm được những cái nguyên tắc đó áp dụng trong đời sống, trong gia đình, trong nuôi dạy con cũng hiệu quả, trong hạnh phúc gia đình cũng hiệu quả hơn rất nhiều, trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng thuận lợi hơn, và đặc biệt trong xây dựng đội ngũ doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi chúng tôi mới mang cái đó lan tỏa ra trong lĩnh vực giáo dục, và nó trở thành cái hệ thống trường Tuệ Đức bây giờ. Rồi chúng tôi tiếp tục lan tỏa nó ra trong cái hệ thống cộng đồng sống tử tế, để chúng tôi cùng nhau xây đắp cái cộng đồng sống tử tế. Và cái người bạn nói chuyện với cả bạn Dũng á, là một trong những cái người bạn đến với cộng đồng sống tử tế. Và chúng tôi cùng làm việc, cùng học chung, cùng làm việc chung, cùng hiểu chung những cái vấn đề thuộc về tâm thức theo chiều sâu. Thì từ đó cái người bạn đó mới có điều kiện để nâng đỡ những cái người khác. Thì Dũng cũng là một người dạng như vậy. Thì đã là sống tử tế thì mình nâng đỡ người khác là điều hết sức bình thường. Mình giúp đỡ người khác rất là bình thường. Thì cái này chúng tôi gọi là tri ân cuộc đời. Mình đến với cuộc đời này mình thọ ân rất nhiều thì mình phải có trách nhiệm tri ân. Thì bạn Dũng ở đây cũng thế. Bạn có thành công rồi thì bạn cũng bắt đầu tìm hiểu tại sao mình trống vắng, tại sao mình vẫn cứ chán. Rồi bạn cũng rất là muốn tri ân. Vậy tri ân như thế nào cho nó đúng? Thì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề tuổi trẻ thành công và tri ân cuộc đời là thế nhá. Ở đây chúng ta nhìn thử một tí xíu này. Các bạn nhìn lên trên màn hình nhá, thấy cái ông huấn luyện viên Ferguson này và Beckham thời trẻ này. Thì ông này là huấn luyện viên của đội MU này. Khi những cầu thủ trẻ thu được những thành công, ông luôn khen ngợi một cách vừa đủ, đồng thời rất thận trọng trước việc tung hô của báo chí
vì ông lo sợ các cầu thủ trẻ mắc bệnh ngôi sao. Tức là khi các cầu thủ trẻ được khen, được thành công thì ẩn đằng sau thành công là vực thẳm của thất bại. Tức là bản ngã nó tăng, bệnh ngôi sao là một dạng của bản ngã thôi. Rồi từ đó chúng ta lơ là, chúng ta không còn nghe ai khuyên nữa thì chúng ta lại tiếp tục xuống dốc. Beckham, Rooney hay là Ronaldo khi có bất cứ biểu hiện nào kiêu ngạo hoặc hài lòng với thành công của mình, ngay lập tức ông sẽ đập cho một trận, ra trò hoặc cho ngồi dự bị vài hôm cho biết mặt. Nhờ đó mà các cầu thủ này ngày một trưởng thành hơn trong suy nghĩ và thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Qua đây các bạn mới thấy cái ông huấn luyện viên trưởng MU này này. Ông ta không những là một huấn luyện viên đá bóng mà ông ta còn là một bậc thầy rèn giũa nhân cách cho cầu thủ. Rèn giũa nhân cách là thức ăn của tâm. Cầu thủ được lương cao là thức ăn của thân. Thức ăn của thân thì làm cho cái thân này nó được no đủ, và nó cũng phá hư cái thân này nếu chúng ta dung dưỡng nó quá đà. Nó phá hư cái thân này. Làm thế nào để chúng ta dừng lại? Tâm. Chỉ có tâm nó mới biết mà dừng lại, thân không biết được đâu. Nên thức ăn của tâm rất quan trọng. Mà thức ăn của tâm thì chúng ta cũng phải học. Thì một bậc thầy mà biết rèn giũa học trò, đặc biệt về vấn đề nhân cách, là một dạng thầy hiền trí đấy các bạn. Một dạng của minh sư đấy. Nhưng minh sư trong đời sống thôi, thấp cấp thôi, chứ không gọi là minh sư theo kiểu giác ngộ được. Thì có được những bậc thầy lớn như thế này trong cuộc đời là may mắn vô cùng. Vì ngoài cái vấn đề họ rèn giũa những cái kỹ năng để chúng ta thăng hoa trong nghề nghiệp, thành công về mặt tiếng vang, thành công về mặt tiền bạc, thì chúng ta còn được rèn giũa về nhân cách đạo đức. Loại này là rất hiếm ở ngoài đời. Sự tai hại của động viên. Khi mà chúng ta được động viên, được khen ngợi một cách quá mức, thì chúng ta có xu hướng luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Và đây cũng là một cái điều tai hại mà một số cầu thủ khi rời xa cái người huấn luyện viên mà họ nghiêm khắc với mình, họ biết cách rèn giũa nhân cách mà mình rời xa họ. Vì mình thành công rồi, mình thấy ông này ông o ép mình quá, mình rời xa. Rời xa và khi mình thành công thì đám bạn nó bu lại, những người bu lại coi chừng lại là những cái đám nịnh thần thôi. Nịnh thần thì suốt ngày nó khen, nó cứ đưa mình lên mây ấy. Và chúng ta chết vì những cái lời khen tặng quá mức này. Và chúng ta tưởng chúng ta là trung tâm của vũ trụ, đâu có biết là chúng ta đang bước xuống vực. Nên ông Bill Gates ông có một câu nói rất là nổi tiếng: thành công là một giáo viên dở tệ, nó thuyết phục những người thông minh tin rằng họ không thể thất bại.